Chào tất cả bạn, đây giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là tủ hấp 12 khay. Với tủ hấp 12 khay này bằng điện 380V này. Điện 380V này. Đây là máy xo này. Nóng này. Hấp giò chả này, đây là điều chỉnh thời nhiệt độ này, và đây là điều chỉnh thời gian này, công tắc này. Đấy, 12 khay này, kích thước khay là 40-60 này, đây là 60 này, còn đây là 40 này. Đấy. Đấy. Đây là cái khởi từ này, an toàn về điện này. Đấy, nhiệt độ là điều chỉnh thời gian này. Đây điện 380V này, 3 pha này, 3 chân nóng và 1 chân nát này, các bạn có thể đấu này. Đấy. Đây tủ 12 khay nhá. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều này. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại của mình 0934468222, 0904431111, website sườnmaythanhhoa.com, địa chỉ là 79 Lâm Phong, phường Ba Đình, với Thanh Hóa nhá. Bây giờ Hải Nam là tủ hấp giò chả 12 khay này.